Xin chào tất cả mọi người nhé. Hôm nay mình sẽ đi chặt cà phê nhé mọi người. Thấy chưa? Cà nhìn thấy chưa mọi người? Cà cảnh rất là to nhá. Cà mất giá rồi. Cá cà thôi. Phê như vậy một cây mà tương đương mà 30 kg quả nhé mọi người. Cà nhìn rất là tốt luôn. Cà nhiều cành không? Rất là nhiều cành luôn nhá. Cà phê đẹp chưa mọi người ơi? Phân thì mắc, dầu thì mắc. Tăng nhiều mắc. Cà phê làm được gì? Cà phê là mất giá. Cà phê này mất giá, chặt cá đi nhé mọi người. Đồng bào biết làm ăn rồi. Cà rất là đẹp luôn. Làm này khó, giá này mất có xăng dầu mà đủ làm. Một cây này có 30 kg đấy, phá đi sổ phía mất giá là phá đi thôi. Dầu xăng là mắc, phân bón này mắc, làm mấy cái kìa. Nhìn cành này, trời ơi, cành này thì trái quá trời. Nghe anh chú nói là cà phê thì rẻ, phân thì mắc, dầu thì lên giá. Tiền rồi, không muốn làm nữa, phá đi thôi. Còn nhìn thấy không? Chặt hết luôn này. Mệt quá. Ôi, đây. Đây chưa? Ôi, phá lên mệt. Mất công trồng trồng giờ mất công phá nha. Mất công phá rồi. Được trồng được một cây cà lớn như thế. Mất cả 7-8 năm trời mới được cây cà như vậy đấy. Mất giá là phá đi thôi. Chuẩn bị ra bông này. Rồi.
mình sẽ chặt hết cái vườn này đi luôn nhé. Cài thấy chưa, cài này chuẩn bị ra bông ấy. Ôi, phá này một ngày cũng 1-2 tấn đấy.